Suao ơi, cậu đã sẵn sàng chưa? Rồi, tôi sẵn sàng rồi. Bắn đi. Bắn nha. Ok. Nhìn đây. Wow. Bao nhiêu điểm Suao? Ồ, tới được 40 điểm này cậu cái ơi. Wow, nhiều thế. Ừ. Sắp tới trường mình thi tổ chức bắn cung á. Cậu luyện tập tới đâu rồi? Luyện tập thì chỉ có luyện tập ở trường thôi, chứ ở nhà đâu có cung đâu mà luyện tập. Ờ nhỉ. Hay là hai thằng mình thử tự làm cung đi, rồi đi bắn. Chế tạo cung hả? Ừ. Ừ, nghe cũng được đó. Hay là về mình chế tạo đi. Vậy chiều nay 2 giờ hẹn cậu ở công viên nha. Ờ được đó. Vậy thì mình về làm luôn đi. Ừ, vậy thôi tớ về đây. Chào cậu nha. Ừ. Bye bye. Bây giờ chế tạo cung rồi ta. Không biết chế tạo bằng chất liệu gì nhỉ? À, hay là mình chế tạo bằng ống nước ta? Ồ, chắc được đây nè. À, mình nhớ ra rồi. Sau bếp mình nhiều tre này, mình lấy tre làm cung mới được. Như vậy là mình đã post xong que tre thành một cái cung rồi này các bạn ơi. Và nó có cái độ đàn hồi rất là dẻo này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tạo cái rãnh ở hai cái đầu cung như thế này để cột dây vào nha các bạn ơi. Như vậy là mình đã tạo xong rồi này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cột dây vào nha. Bây giờ mình sẽ quấn cái dây quanh thân cung như thế này. Thứ nhất là để trang trí và thứ hai là để cho nó chắc chắn nha các bạn ơi. Wow. Như vậy là mình đã buộc xong cái dây cung rồi này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi làm mũi tên thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chế tạo một chiếc cung làm bằng ống nhựa các bạn nhé. Và đây thì mình đã chuẩn bị một cái ống nhựa này và một cái khò. Bây giờ mình sẽ khò cái ống nhựa này và tạo hình cho cái ống nhựa các bạn nhé. Hai đầu của chiếc cung á thì mình cũng sẽ ép dẹp lại nha các bạn nhé. Và mình sẽ ép dẹp ngược theo chiều này để có thể là cột dây cung cho nó chắc chắn. Như vậy là mình uốn xong cái cung rồi các bạn ơi. Và cái đầu này thì khá cong này. Bây giờ mình sẽ tỉa hai bên này. Và bây giờ mình sẽ tạo cái khớp ở đây để cột dây vào các bạn nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một chiếc dây dù này, chiếc dây cột dày và mình sẽ cột vào đây. Và bên này mình sẽ cột một cái các bạn nhé. Wow, chiếc cung bắn khá là lực các bạn ạ. Ok, bây giờ bước cuối cùng mình sẽ đi sơn chiếc cung này nha các bạn nhé. Sao mình hẹn số hào 2 giờ mà mãi chưa thấy tới ta? À, cô gái ơi. Ô. Tới đây hả Suao? Ờ, tới đây. Tớ chuẩn bị cái bia luôn này. Ồ. Mà cậu làm xong cung chưa? Đây, cung của tớ đây. Ồ. Ồ, bằng cung tre hả cậu cái? Cung tre đó. Cậu làm bằng cái gì đó? Ui, nhìn đẹp thế. À, tớ làm bằng ống nhựa. Wow. Mà cậu giới thiệu cung của cậu cho tớ xem đi. À, cái cung của mình á, làm đơn giản thôi Suao ạ. Nó toàn bộ là làm bằng tre hết này. Đó, và mình đã vót lại ở đây cho hai đầu cho nó nhỏ để có cái độ đàn hồi này. Đó. Ồ, còn cái đen đen là gì về cô cái? Cái này là mình bọc bằng vải thôi, sợi vải để cầm cho nó chắc tay ấy mà. À. Thế còn cái cung của cậu làm như thế nào? Giới thiệu cho tớ xem với. Cái cung này của tớ là được làm bằng ống nhựa PVC đó. Wow, nhìn đẹp thế. Khò cho nó mềm ra. Ồ. Dùng búa để ép lại này. Đúng là sáng tạo nhỉ, Số Hào. Ờ, nó mềm là như vậy. Bẹp như vậy thì nó sẽ có cái độ đàn hồi, độ cong này. Ồ. Giữa này thì tớ vẫn để tròn để cầm tay cho nó dễ. Còn cái sợi dây này á là tớ sử dụng cái dây dày của cái. Oh. Đó là bắn rất là căng luôn này. Hay ghê Suao. Ừ. Tớ đã chuẩn bị bóng bay để làm tấm bắn đây này. Ồ.
cái này mình treo lên bánh rồi cô gái. Đúng rồi, bây giờ mình thổi to lên rồi mình treo lên cây bánh thôi. Ồ được đó, tớ cũng chuẩn bị đây cái tâm bánh này. Ồ, cậu sáng tạo ghê. Cái này bằng xốp đó. Ồ, bây giờ mình ra ngoài kia thi bánh đi. Đi. Bây giờ mình sẽ thử cung của hai người xem nó bánh như thế nào. Bây giờ ai bánh trước đây? Cho cậu bánh trước đi. Bây giờ tao bánh trước nha. Ừ. Wow. Thật rồi. Thật rồi sao ơi. Bây giờ tớ bắn cung của tớ hả? Ừ, bây giờ cậu bắn cung của cậu đi. Wow. Giờ mình thi bắn đi. Thi bắn hả? Ừ. Ờ được đó. Nhưng mà bây giờ mỗi người bắn mấy lần đây? Bây giờ mỗi người sẽ bắn 3 lần nha. Ai mà nhiều điểm hơn là sẽ thắng. Ok, vậy cho cậu bắn trước á. Được rồi. Nhìn đây này Sao. Đây là phát bắn đầu tiên của củ cải này. Không biết là được bao nhiêu điểm đây. Vào chính giữa sẽ được 100 điểm của củ cải. Đây, xem nè. Wow. Xem nào, bao nhiêu điểm này? Bao nhiêu điểm đây? 20 điểm Sao. 20 điểm. Wow. Cũng khá là được đấy. Còn 2 phát đấy đúng không? Ừ. Bắn 3 lần không biết được tổng bao nhiêu điểm này. Đây. Đây là lượt thứ 2 của cuộc cải nhá. Tớ sẽ chuyển đổi cái mũi tên này sang làm. Nói chung là cũng ghê đấy, bắn đúng là ghê đấy. Ghê chứ, ở nhà tớ luyện lắm mà. Xem nào. Xem tớ bắn này. Bắn đi. Ô, trật mất rồi Xu Hào ơi. Ô, trật rồi. Wow. Bao nhiêu điểm đây? Được mấy điểm vậy cô cái? Cái này là 60 hay là 80 đây? Ô, nó nằm giữa nha. Ừ. Chắc là 70 điểm đi. Ừ, thôi 70 ha. 70 với 20 là bao nhiêu? Là 90 điểm rồi Xu Hào ạ. Wow. Wow. Như vậy là cô cái được 90 điểm luôn. Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắn cho cô cái. Ừ, cậu bắn đi. Xem này. Ô. Trật mất rồi. Trật rồi Xu Hào ơi. Như vậy là còn 2 phát nữa. Xem ra cũng khó bắn nhưng mà dễ đó cô cái ạ. Ừ. Xu Hào ơi, cậu đã sẵn sàng chưa? Rồi, tôi sẵn sàng rồi. Bắn đi. Bắn nha. Ok. Nhìn đây. Wow! Bao nhiêu điểm Xu Hào? Ồ, tớ được 40 điểm này cô cái ơi. Wow, nhiều thế. Ừ. Wow! Lại đúng vị trí cổ này cô cái ơi. Wow, lại 40 điểm à? Ờ, như vậy là tớ được 80 điểm rồi đó. Wow, Xu Hào nhiều điểm ghê. Cậu thấy tài bắn cung của tớ thế nào? Ghê đấy. Ừ, như vậy là tớ thắng rồi nha. Ừ. Bây giờ mình qua vòng thi thứ hai đi Xu Hào. Đầu kia mình có treo mấy quả bóng kìa. Ờ. Bây giờ mình sẽ bắn mấy quả bóng đó. Ừ. Ai mà thua sẽ phải chịu hình phạt. Ok. Hình phạt do người thắng quyết định nhá. Được thôi. Rồi bây giờ mình thi như thế nào đi cô cái? Bây giờ như thế này nhá. Ừ. Mỗi người sẽ bắn 3 lượt. 3 lượt hả? Và ai bắn trúng nhiều bóng nhất thì người đấy sẽ chiến thắng. Ok. Vậy bây giờ ai bắn trước đây? Tớ sẽ bắn trước kìa. Ok, cho cậu bắn đấy. Rồi, xem nha. Thi một cô cái. 1, bắn xem nào. 2, 3. Wow. Yeah. Như vậy là tớ trúng một trái đấy nhá. Ok. Bây giờ tới lượt cậu đấy. Bây giờ tớ bắn nha. Ừ. Đứng đây đúng không? Ừ, đứng đấy rồi. Ôi, giờ gió to quá này. Nó bay lung tung luôn. Wow. Yeah. Tuyệt vời. Yeah. Tiếp theo là lượt thi của củ cải nè. Đây. Đây, xem củ cải bắn này các bạn ơi. Nhìn đây. Wow. Quá yeah. Ghê. Công lực ghê nha. Wow. Bây giờ chỉ còn 2 trái này thôi. Còn 2 trái nữa thôi Xu Hào. Ừ. Bây giờ tớ sẽ bắn quả bóng ở dưới này nè. Ồ, xem này cậu cái. Cậu bắn đi tớ xem nào. Wow. Yeah. Ghê đấy, ghê đấy. Còn một quả cuối cùng thôi đó. Ừ. Cậu cho tớ mượn cái cung của cậu đi. Thử xem sao nào. Đây, cung của tớ đây. Đây. Không biết là lần này cậu cải có bắn trúng hay không đây. Xem đây. Wow. Xém đúng. Trời mất rồi, Xu Hào ơi. Trời ơi. Quá. Chắc là do cậu cải đổi cung nên thấy lạ cung đó mà. Bây giờ tôi sẽ bắn cái thúc quả này luôn nha. Xem này cậu cải ơi. Ừ, cậu bắn đi. Wow. Cung bay tít đầu kia luôn kìa. Wow. Xa phải hơn 50 mét đó. Ồ. Ghê nha. Công nhận cái cung của cậu lực ghê á. Ừ. Như vậy là tớ thua rồi, bây giờ cậu ra hình phạt đi. Ờ, hình phạt nhẹ nhàng thôi. Cậu đưa cái tay đây. Bây giờ mình sẽ búng tay củ cải nha. Đưa lỗ tay đây củ cải. Búng tay à? Ừ. Búng tay Xu Hào. Ừ. Nhưng mà tớ sợ búng tay lắm. Sợ hả? Một cái thôi nhá. Một cái hả? Một cái thôi. Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ tha cho củ cải. Búng một cái thôi nha. Okay. 1, 2, 3.